chào và rất vui được chào đón mọi người đến cái clip thứ tư trong chuỗi 28 ngày thực hiện cái video thử thách. Có khi nào mà các bạn rơi vào một cái trạng thái mà năng lượng rất là thấp mà lúc nào cũng cảm thấy ế oải và mệt ở trong người, và các bạn mệt từ bên trong mà lẫn ở bên ngoài luôn, và cái tình trạng như vậy nó kéo dài ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ và năm này qua năm nọ, làm cho các bạn cảm thấy buồn tủi mút, lúc nào cũng xìu xìu ẩn ẩn và không muốn làm bất kỳ một cái việc gì hết. Vì lý do đó, hôm nay Phúc xin chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình, cách mà có thể giữ được một cái năng lượng lúc nào cũng tràn đầy và vượt qua những ngày ế oải và mệt mỏi. Trong cuộc sống á, các anh chị chúng ta để ý, chúng ta hình dung, chúng ta thấy có rất là nhiều vấn đề phát sinh về mối quan hệ giữa vợ chồng, con cái, về học hành của con, về sức khỏe, về tiền bạc, về mối quan hệ giữa sếp hoặc là nhân viên, vân vân, tất tần tật, có rất là nhiều những cái vấn đề phát sinh, và những cái điều đó làm cho chúng ta cảm thấy rất là đau đầu, rất là mệt mỏi và chỉ muốn đi nơi đâu, nơi nào đó thật là xa để mà có được cái sự bình yên, yên tĩnh, đúng không nào? Thì những cái điều đó nó làm cho chúng ta cảm giác cái năng lượng nó rất là thấp và lúc nào cũng mệt mỏi và cảm thấy bất an vào trong cái cuộc sống này, đúng không nào? Vì vậy chúng ta thấy nó rất là nhiều, nhiều vô số kể mà không thể nào đếm ra được. Là may mắn thì có các cao nhân đã chỉ điểm, đó chính là khi mà đơn giản hóa các vấn nạn lại thì chúng ta chỉ có 4 cái vấn nạn chính thôi. Bây giờ các anh chị mình hình dung ha, chúng ta có một căn nhà. Chúng ta có một căn nhà và trong căn nhà này á thì cái nền tảng ở bên dưới đó chính là nội tâm, và hai trụ cột hai bên á đó chính là sức khỏe và mối quan hệ, và cái nóc nhà đó chính là cái tài chánh. Vậy chung quy lại, đơn giản hóa tất cả các vấn đề và vấn nạn phát sinh của con người trong cuộc sống thì chỉ có 4 yếu tố, đó chính là nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chánh. Trước khi bật mí cái cách để có thể có được một ngày tràn đầy năng lượng và không bị mệt mỏi thì chúng ta phải phân tích từng chi tiết một. Có phải là khi chúng ta có vấn đề vào nội tâm thì nó cũng ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa người và người, đúng không nào? Và nếu mà cái nội tâm của chúng ta mà cũng có vấn đề thì nó cũng thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Tinh thần không thoải mái thì tâm trí đâu mà lo cho sức khỏe, đúng không? Khi mà nội tâm có vấn đề thì nó cũng ảnh hưởng tới tài chánh, thì lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng mệt mỏi thì không có đủ năng lượng, thì làm sao các bạn có thể tập trung vào đi kiếm tài chánh và làm sao có sức khỏe mà đi kiếm tài chánh, đúng không nào? Và mối quan hệ của một con người thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến nội tâm của một con người. Ví dụ như tự nhiên cái một ngày nào đó mình cắt đứt một mối quan hệ, thấy bị tổn thương và trái tim mình nó tan vỡ không? Thì lúc đó thì cái nội tâm, cái tinh thần của mình nó không vững và mình sẽ cảm thấy đau khổ và đau đớn và tan nát cái trái tim của mình đi. Thì có phải là cái nội tâm của mình đang bị tổn thương, đang bị đau khổ? Và mối quan hệ của một con người thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của một con người. Cái nghiên cứu gần 80 năm của Đại học Harvard thì những người nào mà có mối quan hệ tốt, những mối quan hệ chất lượng, sau khi về già càng lớn tuổi thì sức khỏe họ càng tốt và đầu óc của họ càng minh mẫn hơn. Quan hệ nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến với tài chánh. Ví dụ như hôn nhân đổ vỡ thì có phải là tài chánh cũng gãy, đúng không nào? Hoặc là một doanh nghiệp hoặc một công ty nào đó bị đổ vỡ thì có phải là mối quan hệ tài chánh và sức khỏe thậm chí cũng bị ảnh hưởng luôn. Tổ chức Y tế Thế giới có định nghĩa rằng sức khỏe của một con người là một cái trạng thái thoải mái toàn diện về thể chất và tinh thần. Tinh thần ở đây chính là nội tâm và vật chất chính là hai cái yếu tố khi nó tác động vào. Sức khỏe của một con người thì nó ảnh hưởng rất lớn đến là nội tâm, thì có câu đó chính là thân thì an thì tâm mới tịnh. Nghĩa là khi mà bạn có sức khỏe thì bạn sẽ có đủ năng lượng và đủ dành thời gian để mà chăm sóc cái mối quan hệ đó, hoặc là bạn đủ năng lượng để mà cứ dành thời gian chơi với con. Tại vì khi mà sức khỏe bạn không có thì bạn không có đủ năng lượng để yêu thương, đủ năng lực để yêu thương cái người thân trong gia đình của mình. Mình chỉ muốn được nghỉ ngơi, mình chỉ muốn được đi ở một mình và muốn chỉ nằm một mình thôi. Tại vì sức khỏe mình không có, mình không có đủ sức khỏe để mà dành thời gian với gia đình và với con cái của mình. Chính vì vậy cho nên nếu mà ai có sức khỏe tốt thì chắc chắn là người đó sẽ tạo ra tài chính tốt. Có câu như thế này: bạn chỉ cần cho tôi thời gian và sức khỏe và tôi sẽ thu hút và kiếm được tiền trong cái xã hội này. Vậy khi mà chúng ta có cái sức khỏe tốt thì chúng ta sẽ có cơ hội được có tài chánh cánh cửa, tương lai nó sẽ mở cửa cho chúng ta và cơ hội nó sẽ đến rất là nhiều. Tất cả các yếu tố này nó liên quan với nhau, nó đều liên kết với nhau và nó đều gắn kết với nhau. Và khi mà ta nhìn thấy cái sự mối liên hệ với nhau, ta tưởng tượng ra rằng, hình dung ra rằng nó rất là nhiều những cái vấn nạn. Nhưng mà mục đích cuối cùng của mỗi một người chúng ta là cái như thế nào? Các bạn đi ra ngoài, các bạn nỗ lực kiếm tiền để kỳ vọng cái điều gì? Có phải là chúng ta kỳ vọng để có một cái cuộc sống chất lượng không? Để có một cái chất lượng của cuộc sống mình tốt hơn. Thì chất lượng cuộc sống ở đây chính là cái gì?
Nói tới đây thì rất là biết ơn Cao Nhân và Minh Sư đã chỉ điểm. Hiện tại thì con người đang lao vào vật chất, có nghĩa là họ định nghĩa chất lượng cuộc sống, đó chính là bạn phải có đầy đủ vật chất, bạn phải có hiện đại, các điều kiện xung quanh bạn phải là hiện đại. Những ai ngoài kia đang lao đầu vào rồi xây dựng chất lượng cuộc sống bằng cách là đáp ứng các điều kiện cuộc sống phải hiện đại, thì là mình đang xây nhà ở trên nóc. Khi mà bạn tưởng tượng bạn xây nhà ở bên trên nóc thì chắc chắn nó sẽ không bền vững và sẽ không lâu dài. Trong xã hội hiện nay thì tất cả rất là nhiều người đang lao đầu vào tài chánh, đang lao đầu vào kiếm tiền, rồi đến một lúc nào đó không có sức, đến một lúc nào đó thì cái nội tâm tan nát, sức khỏe không có, lại đi quay ngược lại để mà đi quay ngược lại như là đi vô chùa hay là tìm những cái tâm linh để mà chữa lành từ bên trong. Thì nói như vậy, nếu như mà không có tiền thì như thế nào? Nếu mà tối ngày chỉ có tập trung vào nội tâm thì có cạn đất mà ăn à? Đúng không? Cuộc sống này phải cần có tiền, cuộc sống này cần phải có tài chánh là mới trang trải được. Ví dụ như một ai đó chưa có đủ nguồn lực về tài chánh thì chúng ta có thể tập trung vào xây dựng cái nội tâm, xây dựng sức khỏe và mối quan hệ. Bạn tưởng tượng rằng khi mà bạn có cái sự có một cái mối quan hệ tốt, bạn có sức khỏe tốt, bạn có khi mà cái mối quan hệ tốt này, bạn là một con người sống có đạo đức, một người có cái nội tâm an vui, luôn bình yên trước mọi việc và không có sự tiêu cực bên trong, và những người tiếp xúc với bạn, những mối quan hệ với bạn là những mối quan hệ chất lượng, thì liệu rằng họ có thể mở ra cánh cửa cho bạn có đến nguồn tài chánh không nào, hoặc là những cái công việc hay là những cái cơ hội tương lai nó rất là lớn rộng mở ra cho bạn. Và cái điều đó khi mà bạn có đủ cái nền tảng rồi thì bạn chỉ có thể phất lên như diều gặp gió. Thì lúc này có phải là bạn sẽ có cái được cái sự an vui và bình yên bên trong chính bạn, và bạn không có cảm giác như là mình bị thiếu năng lượng, bạn mệt mỏi ẻo oải và bạn không biết lý do tại sao. Nhiều người ẻo oải mệt mỏi, tụt năng lượng, tụt mút, siêu siêu ẩn ẩn cả ngày nhưng mà không biết lý do tại sao. Thì đây là chính là cái nguyên nhân, là bốn cái vấn nạn của con người, bốn cái vấn đề trong cuộc sống nó xoay quanh, nó làm cho nó kiểm soát bạn. Thì nói tóm lại, để có được một cái cuộc sống mà tràn đầy năng lượng và không có bị cái tình trạng gọi là ể oải và mệt mỏi, thì chúng ta cần phải hiểu là nội tâm chúng ta phải an vui, sức khỏe phải tốt, mối quan hệ phải chất lượng, và tiền chỉ là công cụ và phương tiện để giúp chúng ta có được một cuộc sống gọi là cuộc sống chất lượng cuộc sống. Không, tiền không phải là cái đích đến của chúng ta, đó chính là chất lượng cuộc sống. Có câu như thế này: hậu quả chính là kết quả của sự bỏ bê, thành quả là kết quả của quá trình chăm sóc. Cho nên chúng ta cần phải nỗ lực mỗi ngày để chăm sóc cái nội tâm của mình, chăm sóc sức khỏe của mình và chăm sóc cái mối quan hệ của mình. Thì có như vậy thì chúng ta sẽ đạt được cái mục đích, đó là cái chất lượng cuộc sống tốt hơn, thì chúng ta sẽ giữ được cái tâm an vui và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và nhìn rõ khi mà một cái vấn nạn nào đó đến thì chúng ta nhận diện nó và làm rõ nó ra và không để cho nó kiểm soát cái cảm xúc của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai trong chuỗi 28 ngày thử thách thực hiện video. Xin chào!